10 điểm review xin chào các bạn. Đây là dịch vụ ship hàng bá đạo nhất mà tôi từng thấy. Chỉ cần 2 giây là đã có ngay một cô nàng xinh đẹp ship hàng đến tận nhà rồi. Ban đầu Satoshi không tin vào app này lắm. 2 giây á, đùa tôi à. Vì thế anh đã thử tải app này về xem sao. Đặt một combo hamburger bò kẹp phô mai, không ngờ rằng phí ship lại lên tới 2.200 yên, tính ra tiền Việt chỉ có hơn 378.000 đồng một tí. Nhưng để thỏa mãn trí tò mò, Satoshi vẫn ấn vào nút thanh toán đặt hàng. Không ngờ rằng vừa thanh toán xong thì tiếng chuông cửa đã vang lên rồi. Xin chào, đồ của anh đã tới rồi đây. Hả, vừa mới đặt thôi mà má, có phải nhầm lẫn gì không đây? Không sai đâu, là của anh đấy. Đưa đồ cho Satoshi xong thì cô nàng shipper quay người đi luôn. Ship nhanh như thế liệu bánh này có ăn được không nhỉ? Serena vừa mới tắm xong ra đói, thấy mẹ cầm chiếc bánh hamburger lên cắn một miếng thật to. Ôi mẹ ơi, ngon quá đi mất. Satoshi liền đưa app ship đồ trong 2 giây kia cho Serena xem, nhưng Serena lại không tin. Đúng lúc này thì nước hoa hồng của cô bị hết. Satoshi liền dùng app kia để đặt một lọ khác về. Bên này vừa mới thanh toán xong thì tiếng chuông cửa đã lập tức vang lên. Để hai người phải đợi lâu rồi, tôi lại đến rồi đây. Serena nhận lấy hàng mở ra xem thì đúng là loại mà cô đang cần. Ôi mẹ ơi, cái app này đỉnh quá. Bây giờ thì sướng rồi, sau đó chỉ cần muốn mua gì là hai vợ chồng sẽ dùng cái app này. Ai mà không muốn được hưởng dịch vụ ship trong vòng 2 giây chứ. Chỉ cần sản phẩm đó có tồn tại thì cho dù là ở đâu cũng có thể ship tới trong vòng 2 giây. Phần bít tết mà hai vợ chồng mới đặt được ship về từ Sao Hỏa cơ đấy. Không chỉ vậy, hàng ship cũng khá là đa dạng. Từ chiếc nhẫn cưới đánh mất năm ngoái đến con chó đã chết 4 năm trời. Chỉ cần bạn có thể nghĩ ra được thì cô nàng shipper đều sẽ ship hàng đến tận nhà cho bạn trong vòng 2 giây. Đã thế phí ship lại còn rẻ nữa chứ. Những thứ thuộc về hai vợ chồng thì phí ship đều đồng giá 800 yên hết. Nhưng nếu như muốn ship đồ của người khác thì phí ship sẽ lên tới hàng trăm triệu yên. Hôm đó Satoshi hẹn Serena đi xem phim, phim sắp chiếu đến nơi rồi mà Serena vẫn đang lề mề ở trên đường. Nếu giờ mà có cửa thần của Doraemon thì tốt biết mấy. Satoshi bỗng dưng nghĩ tới cái app kia, chó còn ship được thì có khi cũng ship được cả người cũng nên. Satoshi liền nhập tên của vợ mình vào. Bên này vừa mới thanh toán xong thì Serena đã được ship tới rồi. Cái app này đúng là ảo thật đấy. Biết được cách dùng này rồi, Serena tan làm không cần phải chen chúc trên xe tàu điện ngầm để về nhà nữa. Chỉ 2 giây là được ship thẳng về luôn. Đi du lịch cũng thế, chỉ cần mua vé máy bay cho một người là được hưởng dịch vụ du lịch cho hai người rồi. Nhưng cảnh đẹp không lâu. Hôm kỷ niệm ngày cưới, Satoshi đã đặc biệt nấu một bàn đồ ăn ngon ở nhà đợi Serena về. Nhưng Serena tăng ca đến đêm muộn nên đã quên mất ngày kỷ niệm trọng đại này. Còn bảo là không được thì hai người đi ra ngoài ăn. Ra ngoài ăn làm gì mà, chả lẽ đồ tôi nấu ăn không ngon à? Và thế là hai vợ chồng chửi nhau chí chóe qua điện thoại. Cúp máy xong, cả hai người đều nghĩ ngay tới dịch vụ ship người, đồng thời muốn ship đối phương tới chỗ mình. Vì thế họ đã ấn vào nút thanh toán cùng một lúc. Kết quả là chuyện thần kỳ đã xảy ra. Satoshi phát hiện ra mình bị đưa tới một nơi bốn bề đều là cửa. Lúc này Serena cũng bị ship tới đây. Sau đó Satoshi đã bị cô nàng shipper lôi đầu vào trong một cánh cửa, rồi lại bị đưa về qua một cánh cửa khác. Và thế là hai vợ chồng đã bị mắc kẹt trong không gian bốn chiều này. Thôi hẻo luôn rồi, chẳng lẽ là đụng phải lỗi phần mềm rồi sao? Lần này thì hai người không ra ngoài được nữa. Nhìn vào màn hình điện thoại, không sao không sao, chúa phù hộ em, chúa phù hộ em. Satoshi gọi điện thoại cho thằng bạn thân muốn nhờ anh ta dùng app để đưa mình ra. Nhưng để ship một người không thân không thích như anh ra cần phải trả phí ship là mấy tỷ yên lận, lấy đâu ra tiền hả cha? Liệu rằng app có thể ship tờ hướng dẫn ra ngoài vào đây không? Vào app tìm thì rõ ràng là cách này coi như vứt đi rồi, xong sành rồi, lẽ nào phải ở lại đây cả đời sao? Tuy rằng họ không ra ngoài được nhưng vẫn có thể ship đồ vào trong, cơ mà tình cảm của hai người không còn được như lúc trước nữa. Hở ra tí là lại chuyện bé xé ra to mà ra tay đánh nhau, tình cảm của hai vợ chồng dần dần tụt dốc. Cãi thắng vợ khiến Satoshi đột nhiên thông minh hẳn, anh nghĩ ra được một cách có thể ra ngoài. Satoshi đưa cho Serena một tờ đơn xin ly hôn. Hai người ly hôn rồi, Satoshi sẽ lên mạng xem mắt tìm một đối tượng kết hôn mới, như vậy thì anh sẽ được ra ngoài rồi. Sau khi ra ngoài anh sẽ lại ly hôn rồi kết hôn lại với Serena, như thế thì chẳng phải là hai người đều có thể ra ngoài được sao? Nghe thì có vẻ hợp lý đấy, nhưng Serena không tin Satoshi, còn bảo là anh muốn đá mình nên mới nói vậy. Nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Satoshi cầm một sợi dây chuyền bắt đầu dụ dỗ các cô em trên mạng. Nhưng còn chưa gặp mặt thì ai mà kết hôn với anh được chứ. Xem mắt mấy người liền mà toàn thất bại cả. Satoshi định tìm Serena để chút bầu tâm sự thì lại không thấy cô đâu cả. Gọi điện thoại hỏi, thì ra là có một ông lão bỏ ra 200 triệu yên để đưa Serena ra ngoài. Ông lão vốn là một bệnh nhân của cô, bởi vì không tìm thấy di vật của người vợ đã mất nên Serena đã dùng cái app kia để giúp ông lão tìm lại nó. À thế à, thế em mau đưa anh ra ngoài đi. Nhưng Satoshi bất tài lại yếu sinh lý nên cô đã hạ quyết tâm gả cho ông lão lắm tiền này, để cho Satoshi ở lại trong đó mãi mãi. Cúp máy xong, Satoshi càng nghĩ càng tức, muốn đá tôi à, thế thì cô cũng đừng mơ được sống yên ổn. Satoshi mở app ship đồ ra, anh định ship Serena quay lại trước khi đơn xin ly hôn có hiệu lực. Lúc này Serena đang cầm tờ đơn xin ly hôn đi tới cửa cơ quan đăng ký rồi, vốn dĩ chỉ có 800 yên phí ship, anh còn chưa kịp ấn vào nút thanh toán thì phí ship đã thành 200 triệu yên rồi. Đù má!
Và thế là Satoshi đã sống trong cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này suốt một năm trời, cũng không nghĩ ra được cách nào để ra ngoài cả. Đúng lúc cô nàng shipper tới ship đồ ăn cho anh, Satoshi liền ôm chặt lấy chân mà cầu xin người ta, bà chị thả tôi ra ngoài đi mà, không là tôi tuột quần chị ra đó nha. Không ngờ rằng nghe được câu này, cô shipper liền chỉ cho Satoshi một chiêu thật, cách duy nhất có thể ra ngoài chính là... Mặt khác, mối tình ông cháu với ông lão giàu có khiến cho Serena cảm thấy rất hạnh phúc, suy cho cùng thì có tiền rồi muốn mua gì là mua nấy. Hôm đó Serena lại dụ ông già mua một bức tranh nổi tiếng có giá nhiều tỷ, 2 giây sau thì tiếng chuông cửa vang lên, khoảnh khắc mở cửa ra nhận hàng thì Serena đã đứng hình, người ship hàng lại chính là Satoshi, thì ra cách để ra ngoài kia chính là gia nhập vào đội ngũ shipper, trở thành một thành viên trong số hàng nghìn hàng vạn các cô nàng shipper. Câu chuyện đã kết thúc trong ánh mắt kinh ngạc của Serena. Có lúc cuộc sống hiện đại quá lại khiến cho chúng ta cách hạnh phúc càng lúc càng xa hơn. Được rồi, video đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem. 10 điểm review xin chào và hẹn gặp lại ở tập sau nhá. Bye bye.